Lạc đi bán cái gì đấy? Huba. Hai bạn kia bán kẹo Huba à? Mà trời mưa quá, bây giờ chúng ta kiếm chỗ chú nào để bán nhá. Rồi, đi kiếm chỗ chú đi. Hai bạn tìm được chỗ nào chú đi. Đấy, ngồi về đấy. Rồi, trải ra xem hai bạn bán cái gì mà nhiều thứ bên trong thế. Ui trời ơi, hai bạn bán nhiều thứ lắm. Không chỉ có kẹo Huba đâu các bạn ơi. Nhiều chưa? Nào, để xem các bạn có những cái gì nào. Hai bạn lim lạc có những cái gì đây các bạn ơi? Kẹo Huba. Ui dồi ôi, kẹo Huba này. Ui dồi ôi, kẹo to. Kẹo to, kẹo nhỏ có hết này, kẹo mút này. Ui dồi ôi, nhiều chưa? Ủa ôi. Bạn lim sang bên kia nhá. Đấy. Con kẹo này. Ôi, nhiều kẹo chưa? Đây có cả gì đây? Xúc xích này. Ô thần kỳ này. Ui dồi ôi, có hồ lô này. Có khủng long này. Ui dồi ôi. Các bạn bán cả đồ chơi, có quả bóng có này. Có kẹo mút kìa. Ôi, có kẹo mút nữa này. Mở ra là có kẹo Huba. Thế á, bây giờ chúng ta sẽ trải cái tấm khăn này ra rồi bày cho thật đẹp để thấy mọi người, thấy ai đi qua thì người ta còn mua nhá. Được chưa? Rồi, trải ra đây cho đẹp nào. Nào, trải ra đây nào. Nào, để cậu trải giúp nào. Vâng, nào, chúng ta trải ra thôi. Trải cho nó thẳng ra nhá. Xong rồi ngồi lên đây bán cho nó ấm nhá. Rồi, bây giờ chúng ta bày đẹp nào. Đây, bây giờ hai bạn Lim Lạc ngồi vào góc này. Bạn Lạc ngồi ra đây. Rồi, bạn Lim ngồi ra đấy. Rồi, hai bạn ơi, hai bạn bày các đồ của mình ra thật đẹp để du khách đến để mua nhá. Nào, bày đẹp lên nào, chúng ta bày đẹp nào. Bày cho nó thẳng hàng nào các bạn ơi. Đấy. Bày đẹp thẳng hàng lên nhá. Ô, đổ hết rồi. Cái này. Cậu cái này xếp đứng. Đúng rồi con, đúng rồi. Cái này, xếp đứng vào với nhau. Này. Con xếp lùi lên đây để vị các vị khách thấy, các vị khách mua chứ. Đấy, xếp kẹo Huba lên đây nhá. Rồi, bạn Lạc xếp kẹo Huba vào đây này. Đây, để cậu hỗ trợ bạn Lạc nhá. Đấy. Nào, rồi. Rồi, bạn Lạc về vị trí đi. Wow, các bạn ơi, đây này. Hai bạn Lim Lạc với cả cậu bày ra bao nhiêu món bán này, chắc là đắt khách lắm nhỉ. Hai bạn Lim Lạc đi bán trời mưa này có lạnh lắm không hai bạn? Có. Có à? Thế đã bán được nhiều chưa? Nhiều rồi á? Nhiều đâu, vẫn còn nhiều này cơ mà, đã ai mua gì đâu. Ôi, để xem nào. Kẹo Huba này, kẹo mút này. Thì kẹo Huba mini này. Kẹo cao su này. Xúc xích này. Ô thần kỳ này. Đây là quả bóng này. Đây là cái kẹo dẻo này. Hai con khủng long này. Ba hộp kẹo Doraemon này. Quả trứng nữa này, hai bầu hồ lô này. Ôi, hai bạn Lim Lạc hôm nay đi bán nhiều thứ thế. U trời ơi. Trời mưa to quá. Hai bạn Lim Lạc ơi, trời mưa này thì chắc là không ai mua rồi. Bây giờ cứ bán này thì mệt nhờ. Bây giờ chúng ta đợi hai bạn giao đi xem có ai mua không nào. Giao bán kẹo Huba Huba đi. Ngồi đấy bán thôi, ngồi đấy giao thôi. Ngồi đấy giao bán. Ai mua kẹo Huba không? Ai mua kẹo Huba không? Ai mua kẹo Huba không? Mưa quá. Ồ trời mưa nhở. Mưa này thì chắc là không có ai đến mua rồi. Khổ thân hai bạn Lim Lạc đi đường xa, vác đồ nặng mà không ai mua kẹo. Thôi được rồi, cậu sẽ mua cho hai bạn Lim Lạc nhá. Cậu sẽ mua hết chỗ này. Bao nhiêu đồng tiền cậu sẽ trả? Bao nhiêu? 100 đồng đúng không? Đợi tí cậu sẽ trả hai bạn 100 đồng nhá. Khổ thân hai bạn Lim Lạc, hôm nay cậu sẽ mua từ thiện cho hai bạn nhá. Ô đáng thương nhỉ.
Đây, cậu có rất là nhiều tiền đây. Đấy, chỗ này là đủ mua hết rồi đúng không? Đấy, trả tiền cho các bạn và cậu sẽ mua hết chỗ này. Đấy, đây là tiền của hai bạn Lim Lạc nhá. Rồi, đúng rồi, tôi sẽ mua hết chỗ này. Cậu sẽ mua hết, đúng rồi. Cậu mua hết để cho ai nhé. Rồi, ôi thôi, thôi bây giờ cậu mua luôn cả miếng vải đấy. Cho hết vào miếng vải để cậu xách về nhá. Các con cầm tiền đi, các con cầm tiền của các con đi. Đây, các con cho tiền vào hộp này. Rồi, cậu sẽ xách hết đồ này, cậu sẽ mua hết đồ này cho hai bạn nhá. Đây, con để ra đây. Rồi, cậu mua hết. Rồi, cho hết vào túi cho cậu. Rồi, con cất tiền vào hộp đi. Còn cậu sẽ xách cái đống này về để cậu cho các bạn nhỏ ở nhà cậu chơi. Rồi, đấy, chỗ này là đủ tiền cho các bạn mua cơm rồi nhá. Rồi. Ô, hai anh em, sao anh Lạc làm gì đấy? Thôi được rồi, bây giờ của ai thì người đấy cầm nhá. Được chưa? Cậu sẽ mang đống này, cậu về cậu cho các bé ở xóm cậu ăn đây. Đấy, cậu sẽ xách chỗ này về. Rồi, cậu mua hết chỗ này cho hai bạn nhá. Rồi, dạ. Nặng lắm. Tạm biệt hai bạn Lim Lạc nhá. Cậu đi về đây. Các bạn ơi, hai bạn Lim Lạc ơi, hai bạn ơi, dạ. Các bạn ơi, video hai bạn Lim Lạc đi bán kẹo Hubba Bubba đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp các bạn ở những video sau nha. Chào tạm biệt các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Bạn Lạc quay đây, chào tạm biệt các bạn nào. No no, no, chào tạm biệt các bạn. No no, cái gì mà no no. Tạm biệt các bạn nha.